Wow. Vâng, xin chào quý vị các bạn. Hiện tại thì tôi đang ngồi ở trên khoang cabin hàng ghế thứ hai của chiếc Lexus LX570. Có lẽ là nhắc tới Lexus LX570 thì chắc hẳn quý vị các bạn cũng sẽ phần nào đó hơi hụt hẫng, bởi vì chúng ta cũng đã nhắc tới quá nhiều, rất nhiều lần, rất nhiều video đến mẫu xe này rồi. Nhưng ở trên video này thì sẽ có một cái điều đặc biệt. Ngoài cái việc nhà độ ABS đã độ cho chiếc LX570 từ 7 chỗ thành 4 chỗ như thế này, chúng ta có hai ghế hai bên là hàng VIP nhé. Bây giờ có lẽ chúng ta sẽ cùng điểm nhanh một chút xung quanh chiếc xe để xem chiếc LX570 này có cái gì đặc biệt. Đầu tiên thì chúng ta thử xem là chiếc xe này được sản xuất từ bao giờ. Đấy. Bây giờ xem LX570 là chúng ta phải xem cái tem sản xuất ở đây các bạn ạ. Bởi vì là với những chiếc LX570 có mặt tại thị trường Việt Nam thì nó cũng vô vàn lắm. Đối với chiếc xe này tôi xem nào. Đây là chiếc xe được sản xuất tháng 12 năm 2019 và đây, made in Japan. Chiếc Lexus LX570 này thì được lắp ráp trực tiếp tại Nhật Bản, xong sau đó sẽ được chuyển qua nhà độ MBS, rồi tiếp theo mới được về đến thị trường Trung Đông. Và ở thị trường Trung Đông thì những mẫu xe của Lexus như LX570 hay GX460 và ngay cả những chiếc Land Cruiser thì đã thành rất huyền thoại tại thị trường Trung Đông rồi. Ở thị Trung Đông họ cần những cái mẫu xe với cái khối động cơ to, một chiếc xe với thân hình vạm vỡ, một chiếc xe với cái diện mạo bên ngoài có những cái đường nét thiết kế khá ngầu như là chiếc LX570 này. Còn đối với cả những chiếc SUV full size đến từ Đức hay đến từ Mỹ thì có lẽ tại thị trường Trung Đông không thể nào ấn tượng và được ưa chuộng bằng chiếc LX570. Các bạn đã thấy là cái diện mạo bên ngoài của chiếc LX570 kể cả sản xuất năm 2019 lẫn năm 2020 thì chúng ta không có quá nhiều sự thay đổi. 2020 thì các bạn nhớ lại cái video mà tôi có chia sẻ với các bạn thì chúng ta có thêm những cái thanh nẹp ở đây với chữ LX570 và phần đuôi xe nữa kèm với cái họa tiết giả carbon đan. Ở đây chúng ta sẽ cùng tiến vào cái khoang nội thất, cái nơi mà tôi vừa mới tranh thủ ngủ một giấc nghỉ trưa. Mời các bạn sẽ vào ghế bên này nhé, tôi sẽ sang ghế bên kia. Vâng, tôi vừa mới nghe được một câu chuyện anh em giang hồ đồn lại rằng khi mà chúng ta bị mất ngủ, các bạn ngồi lên hàng ghế sau của LX570 phiên bản độ ABS này, chúng ta sẽ không còn phải đếm cừu nữa, mà chúng ta sẽ thả hồn vào chiếc ghế này, bật hệ thống massage, nhìn lên bầu trời sao và đếm sao. Đếm sao một lúc mỏi mắt, nó tức khắc ngủ thôi, chúng ta không cần phải dở bài đếm cừu nữa các bạn ạ. Tôi thì thật sự khi ngồi ở đây thì tôi cũng chả cần phải đếm cừu mà cũng không cần phải đếm sao. Những cái con lăn ở trong cái ghế này nó đã tạo tôi một cảm giác thoải mái và tôi rất muốn chìm luôn vào trong giấc ngủ. Không, nhưng mà có lẽ chúng ta vẫn cần phải chia sẻ tiếp với nhau về những chi tiết ở trên chiếc LX570. Rất nhiều sợi quang được thiết kế ở bên trên phần trần xe để tạo cho chúng ta một cái bầu trời sao long lanh như thế này. Cá nhân tôi thì tôi thấy rằng so với cả chiếc Rolls Royce thì nó cũng không có sự chênh lệch quá nhiều đâu. Với Rolls Royce thì chúng ta sẽ có một cái phần trần xe bên trên được bọc da và da là được đục lỗ, cho nên là chúng ta nhìn rất là rõ những cái sợi quang được phát sáng long lanh ở trên đây. Còn với chiếc LX570 này thì vẫn được giữ nguyên cái phần trần xe như thế này và được thiết kế những cái sợi quang để làm bầu trời sao ở trên. Và đối với chiếc LX570 này thì các bạn cũng có thể điều chỉnh cái cường độ sáng của cái bầu trời sao này ở ngay trên màn hình trung tâm. Đấy. Còn với cá nhân tôi ấy, một chiếc xe như thế này thì có lẽ là tôi thích cái bầu trời sao với cái màu trắng này hơn là rất nhiều mẫu xe tại thị trường Việt Nam có nhờ qua các cái bàn tay của các cái nhà độ tư nhân thiết kế đến những cái bầu trời sao quá nhiều màu sắc rồi nó khá là loè loẹt và nó nhìn không có cái sự tinh tế được như thế này. Với những cái nhà độ nổi tiếng như ABS thì họ cũng đã dần tiệm cận được với cái chất lượng hoàn thiện tương đối như là Rolls Royce rồi. Đấy, các bạn có thể tiến sát hơn vào đây để nhìn những cái sợi quang này thì cái lượng thông lượng ánh sáng và đưa ra các đầu sợi quang là nó luôn luôn được thay đổi sáng tối nhấp nháy giống hệt như là khi chúng ta đứng ở phía dưới và nhìn lên trên bầu trời cao ở bên trên. Chứ còn thực ra là với những cái đèn ở những cái thiết kế của những cái nhà độ tư nhân ở Việt Nam thì nó sẽ không đưa ra được những cái chất lượng ánh sáng nó dịu mắt và nó đẹp như thế này. Ngoài ra thì chúng ta cũng không thể nào mà bỏ qua được những cái tính năng
phải gọi là rất là huyền thoại của cái phần ghế VIP ở trên những chiếc LX570 Autobiography của nhà độ MBS. Các bạn có thể nhìn thấy phần ghế thì tôi đang bật chế độ massage và từng cái chi tiết được cấu tạo bên trong ghế đang bơm từ phần mông cho tới phần lưng ghế. Đấy. Và ở những cái chi tiết, cái khu vực bệ ngăn cách giữa bên của hai hàng ghế như thế này, chúng ta cũng sẽ có những cái chi tiết được ốp gỗ và chạy viền xung quanh đèn led. Đèn led này thì các bạn có thể thay đổi màu theo cái ý thích cũng như là theo cái tâm trạng của quý các bạn. Và đối với Lexus thì chắc chắn là chúng ta cũng khó mà có thể bỏ qua cái hệ thống loa Mark Levinson, một trong những cái thương hiệu loa high-end hàng đầu trên thế giới, và cho chúng ta cái cảm giác ngồi bên trong khoang cabin rất giống như khi chúng ta ngồi tại giảm hát Opera các bạn ạ. Đối với những mẫu xe mang cái thương hiệu chủ tịch như thế này thì chắc hẳn là các bạn sẽ muốn đòi hỏi nhiều thêm nữa, nhiều trang bị thêm nữa, rồi muốn thay đổi về cả mặt thiết kế bên ngoài cho tới những cái phần chi tiết thiết kế bên trong nữa thật. Nhưng mà với cá nhân tôi thì dường như tôi cảm tưởng như Lexus muốn giữ lại một cái nét gì đó rất là bảo thủ cho mình. Những con số 3 như là 367 mã lực và hơn 500 Nm là cái mô men xoắn thì các bạn lại thấy rằng cái khối động cơ V8 không khí tự nhiên này của Lexus chắc chắn là mỗi một lần đạp ga chúng ta không mất quá 2 bát phở các bạn ạ, 2 bát phở khoảng phố cổ ấy nhá. Nhưng nó sẽ mang lại cho chúng ta những cái cảm giác rất khó tìm được ở trên những chiếc xe với động cơ turbo, ví dụ như những động cơ khoảng tầm 1.5, 1.0 hay 2.0 turbo. Những cái khối động cơ V8 5.7 này nó có một cái khả năng chinh phục những cái người mà yêu thích cái động cơ hút khí tự nhiên. Những cái chi tiết rất là quen thuộc thôi, chúng ta cũng không có quá nhiều những cái sự thay đổi, mà chính xác đúng hơn là chúng ta không có sự thay đổi ở trên chiếc xe này, từ màn hình cho tới các cái phím bấm cho tới khu vực điều khiển ở chính giữa đây. Ngoài cái việc tôi vẫn chia sẻ với các bạn rằng nhà độ MBS đã nâng cấp cho chiếc Lexus LX570 này lên một cái diện mạo từ những cái chi tiết da ghế cũng như đến cách thiết kế. Cái phần da của chiếc LX570 này tôi sờ vào thì tôi cảm nhận rằng nó được trang bị một cái loại da cao cấp đến từ những cái nhà cung cấp da nổi tiếng hàng đầu trên thế giới. Còn những chi tiết gỗ ở trên chiếc Lexus LX570 này thì cũng vẫn là gỗ Shimamoku thôi. Rất hy vọng là sắp tới đây Lexus sẽ nâng cấp cho chiếc LX570 lên một cái diện mạo mới, nhìn nó ngày càng đẹp hơn. Và các bạn tin tôi đi, chắc chắn tới đây Lexus vẫn sẽ lại là nâng cấp cái phần đầu xe. Lưới tản nhiệt có khi sẽ vẫn lại to hơn, giống như là X7. Và cuối cùng thì các bạn thấy sao về chiếc Lexus LX570 với cái bầu trời ngàn sao đẹp như Rolls Royce? Các bạn hãy để lại những comment của mình ngay phía dưới. Và nếu bạn nào quan tâm, các bạn thích, các bạn muốn tìm hiểu về chiếc xe này cũng như muốn sở hữu chiếc xe này thì các bạn có thể đến ngay showroom 568 420 Lạc Long Quân, Tây Hồ, Hà Nội. Còn bây giờ thì các bạn hãy để lại những ý kiến, comment của mình ngay phía dưới video nhé. Và cũng đừng quên like, share và subscribe kênh YouTube của Auto Eli để chúng ta sẽ có nhiều những trải nghiệm, những chia sẻ với nhau ở trên những mẫu xe. Xin chào và hẹn gặp lại.